mong muốn một mẫu người phụ nữ như thế nào? Mình đơn giản thôi, không lùn lắm mà cũng không đừng có béo lắm. Hiền, phúc hậu, mình sinh lý phải tốt nữa. Gì? Hả? Sinh lý phải tốt nữa anh ạ. Sinh lý tốt hả? Là phải có sức khỏe. Nhưng mà nhìn sao biết sinh lý tốt chứ sinh lý không tốt? Rủ cưới về nó không tốt rồi sao? Sao biết được anh? Cái đấy thì phải xem lại. Cái đây là mình nói thêm thôi chứ trong trong list với CV mình không có cái nói. Cái này là nói thêm. Đúng rồi. Không sao, anh cứ anh cứ nói tới cái này mình đi tìm người yêu mà. Tất cả những gì anh mong muốn. Bây giờ làm sao nhìn để biết sinh lý tốt? Đúng ví dụ rồi. Như anh lên lên đi, anh nhìn anh nghĩ tốt không? Quá tốt mình. Sao biết? Vì anh không không có con trai thôi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, dậm vô nỗi đau nữa. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi. Và xin mời bạn nữ. Dạ, xin chào. Bây giờ em trai giới thiệu về mình cho cô gái bên kia nghe luôn nha. Chào toàn thể khán giả trong phim trường quay và hai MC anh Nguyên Linh và chị Nam Thư. Dạ em chào ạ. Mình tên đầy đủ là Trần Trung, 42 tuổi, sinh sống và làm việc tại tỉnh Đắk Nông. Nghề nghiệp của mình là nhân viên điều hành nhà máy alumin Nhân Cơ. Em chào anh Viền Linh, chào chị Nam Thư, chào các quý vị khán giả. Mình tên là Bùi Nguyễn Nữ Hoàng Kali, sinh năm 1983, sinh sống và làm việc tại Lâm Đồng. Chị làm cụ thể là làm gì chị ha? Trước đây thì là làm giám đốc marketing của nha khoa, cách đây 2 tháng mà về thì dự định mình là sẽ làm riêng. Dạ. Lâm Đồng đi qua Đắk Nông cũng thuận đường đúng không? Qua lại liên tục. Mình sẽ nói một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình ha. Mình thật thà, chất phác, sạch sẽ, gọn gàng, hơn nam tính và thành tính. Nên là đôi khi va chạm. Ngày xưa mình cũng hơi cọc tính lắm mà mình thời gian mình thay đổi cũng hơi bị nhiều rồi đó. Rồi, bây giờ mời đàn gái. Mình nói một chút xíu về được tình duyên đi đàn gái. Chính thức thì có được một mối tình năm 26 tuổi. Lý do đơn giản thôi là tại vì người ta cũng chưa có muốn lập gia đình. Sau đó là chị không yêu thêm một ai nữa ha? Tại vì mình lo, mình tập trung công việc rồi này kia, rồi nói chung là không có quen ai hết. Vậy rồi gia đình mình có làm áp lực gì với mình không chị? Có chứ, lúc mà còn ở trong Sài Gòn đi làm, ca mẹ cũng cứ gọi vô rồi hỏi. Rồi sau đó thì gọi về để xem mắt. Xem mắt hả? Nhưng mà cuối cùng cũng không hợp đúng không? Thật ra là mình rất là được lòng người lớn tuổi, nhưng mà còn cái người đó người ta cũng nhắn tin với mình, nhưng mà đối bản tính của mình á không thích nhắn tin. Dạ. Mình chỉ thích là muốn cái gì thì gọi điện nói chuyện. Là bên đàn trai nhớ nha, nếu mà có bấm nút thì cũng đừng có nhắn tin nha, có gì mình gọi điện mình nói chuyện hay hơn. Đó là sở thích mọi người, đôi khi nói thì nó thật lòng hơn là nhắn tin. Nhắn tin mà ấy quá người ta nói là cào phím. Đàn trai cho bên đàn gái biết đi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 2 mối tình. Là mình khi mình học năm 3, em này là muốn lập gia đình liền. Mình mới nói là thôi để cho anh ra trường đi, với một năm anh thất nghiệp nữa, anh tìm việc. Nói rồi là anh rước thôi, em này không chịu. Mình đang tìm một nửa yêu thương thế nào? Mời đàn gái nói trước đi. Dạ, cao khoảng 1m68 trở lên. Không quá mập mà cũng không quá gầy. Đừng có nổ. Là khoe khoang mà. Dạ chị? Đúng rồi. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Chắc như anh Quyền Linh là được ạ. Anh này anh đẹp hơn anh đó. Em tới đây em không phải là tìm một người hoàn hảo để mà mình yêu. Bởi vì mình thấy người ta hoàn hảo trong những cái quan điểm của mình rồi á, thì một ngày nào đó mình sẽ phát hiện ra những cái điều không hoàn hảo, thì cái tình yêu nó sẽ phai nhạt đi. Rồi. Còn mình sẽ tìm một người mà vì tình yêu mà người ta sẽ thay đổi và hoàn hảo hơn trong mắt. Hay quá chị ơi. Bây giờ là em qua em thăm dò trước. Chị ngồi lắng nghe nha. Coi nhìn có giống Quyền Linh không? Chào. Dạ, em chào anh. Anh mong muốn một mẫu người phụ nữ như thế nào? Mình đơn giản thôi, không lùn lắm mà cũng không đừng có béo lắm. Hiền, phúc hậu, mình sinh lý phải tốt nữa. Gì? Hả? Sinh lý phải tốt nữa anh ạ. Sinh lý tốt hả? Là phải có sức khỏe. Nhưng mà nhìn sao biết sinh lý tốt chứ sinh lý không tốt? Rủ cưới về nó không tốt rồi sao? Sao biết được anh? Cái đấy thì phải xem lại. Cái đây là mình nói thêm thôi chứ trong trong list với CV mình không có cái nói. Cái này là nói thêm đúng rồi. Không sao, anh cứ anh cứ nói tới cái này mình đi tìm người yêu mà. Tất cả những gì anh mong muốn.
Bây giờ làm sao nhìn để biết sinh lý tốt? Đúng ví dụ rồi. Như anh Linh, anh Linh đi, anh nhìn anh nghĩ tốt không? Quá tốt thì sao biết? Điều anh không có con trai thôi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, dặm vô nỗi đau nữa. Khổ ghê. Ui, không tốt quá nha. Chị Ly của em á, thì tất cả những yêu cầu anh đưa ra là có rồi đó. Dễ thương, phúc hậu. Chị em rất được lòng người lớn. Cái phần đó là khỏi phải lo ha. Tôi qua tôi coi mắt thôi coi. Cái chuyện mà sinh lý yếu mạnh gì tôi không biết nha. Cái vụ đó tôi thua. Dạ, em chào anh Linh. Trời, em gái. Dạ. Mặt rất là xinh, da láng mịn luôn, trắng tươi, cười rất tươi hiền hậu, mặt phúc hậu. Dù kia tôi không biết. Chuyện gì? Chuyện kia là gì? Sinh lý. À, chuyện sinh lý. Ly thấy sao? Nói thẳng, nói thật thì em thấy cái nó cũng là điểm mạnh đó. Chứ còn không nói ra nó mới là khó. Cái điểm mà nãy anh muốn vậy đó, mình có thể thấy ổn không? Giờ chỉ nói ổn hay không ổn thôi. Em cũng không biết nữa anh à. Cái vụ này hơi khó nha, chút anh tự đặt vấn đề với tôi không chịu trách nhiệm nha. Chị có ngại gặp đàn ông gia trưởng không? Thật ra thì cũng không ngại lắm. Nhưng mà nếu mà không gia trưởng thì càng tốt. Anh có gia trưởng không Trung? Tí thôi à. Một tí gia trưởng thôi, một tí thôi. Được, tại chị em nói rồi chị em không ngại. Không ngại. Nhưng mà đừng có quá. Bây giờ nếu như mà hai người lấy nhau về thì ở đâu? Đắk Nông anh. Ở Đắk Nông. Nếu như bây giờ đàn gái không chịu bắt anh về Lâm Đồng ở thì sao? Chịu luôn. Chịu luôn, được. Được không mà mối? Qua máy tính đã hỏi đó chứ. Chị, có những người á, thuộc tiếp là tình yêu khô khan nè, tình yêu hơi ướt át nè, và có những tình yêu lãng mạn nè. Thì chị gu chị là yêu sao? Ai cũng thích lãng mạn hết. Mình đúng. Cũng thích lãng mạn nhưng mà đừng có lãng mạn quá. Nó phi nó quá lãng mạn đúng không? Để em kiểm tra. Anh ơi, chị em thích tình yêu lãng mạn. Anh có lãng mạn không? Cực kỳ lãng mạn luôn. Phải không? Nhưng mà có chuẩn mực nha, không có bậy bạ đâu. Thiệt không? Bây giờ sinh nhật của cô gái, anh làm sao để lãng mạn? Thì bữa đó thì mình giả đò từ Đắk Nông lên Lâm Đồng nè. Giả đò quên ai đợi cuối giờ mới tặng quà. Chưa lãng mạn. Thử này nha. Ví dụ như cái ngày sinh nhật của cô ấy á, mình đi từ Đắk Nông lên Tới Đà Lạt là 5 giờ chiều. Nhưng mình đừng gặp cô ấy 5 giờ chiều. Mình chờ 12 giờ đêm, mình đứng trước cửa nhà cổ á. Đúng, anh mình ôm bó bông nè, trời lạnh rét rung mà đừng mặc áo ấm. Đúng, mặc áo ba lỗ. Đúng rồi. Thậm chí mưa cũng được. Đúng, cầu mưa luôn. Trời, mình không gọi luôn. Mình đứng từ 12 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng. Còn bước ra thấy mình đứng, mình ơi, anh muốn tạo sự lãng mạn cho em không xỉu. Lạnh quá. Đồ một tí xíu. Không, cái đó vui thôi. Chứ thật sự là cần phải nên có những cái không gian thật là lãng mạn. Hay là hai người nắm tay nhau đi giữa rừng Đắk Nông đó, thí dụ như vậy, vừa đi vừa hát. Thôi bây giờ mình sẽ gặp gỡ gia đình hai bên đi ha. Rồi. Rồi, chị Kali hôm nay chị đi với ai? Dạ, hôm nay đi với anh trai với lại bạn thân. À, anh trai với bạn thân. Dạ, em chào anh trai với bạn thân của chị Kali. Anh ruột á hả? Xin chào Nam Thi. Xin chào anh Quyền Linh. Ừ, chào nhà trai ạ. Mình là anh ruột của Kali, anh hai. Anh thấy anh bên kia làm sao anh? Thấy thì bên đàn trai rất là ok. Nhưng mà chỉ có một vấn đề mình muốn bên đàn trai cố gắng thay đổi về cái nóng tính của mình thôi. Mình nhìn thì bạn không phải là nóng tính vừa mà rất là nóng tính. Chính xác. Chỉ vậy thôi. Mình xin cảm ơn những nhận xét của anh hai. Cái đó thì mình có từ lâu rồi, mình cũng biết rồi, cũng thay đổi nhiều rồi. Chứ không phải là không. Cho nên là nên mình hiền lắm, bỏ bớt ngày xưa là khó chịu lắm. Không bỏ là khổ đó nha. Dạ khổ chút rồi biết mà anh. Bây giờ mình giao lưu đàn trai đi. Rồi em là em họ của nhà trai. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Cùng xin chào nhà gái. Từ khi mà nhà gái mới xuất hiện á thì thấy nhà gái rất là ok. Theo quan điểm của em thì nếu nhìn mặt là bấm nút liền luôn. Cảm ơn bạn. Bây giờ mình mở mà rào cho hai bên gặp mặt nha. Xin mời mở rào. Bắt đầu nha Trung nha. Đây là không gian của các bạn đó. Bắt đầu. Chào em. Xin chào anh ạ. Anh có cái quà này tặng. Cái này là anh mua. Cái đây là sau thời gian lắp ghép năm. Bây giờ này quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà muốn tặng cho cảm anh. Cảm ơn em. Dạ. Một tay. Trời, mới gặp giống đối tác bắt tay vậy. Bây giờ đứng đó, khoan đứng đó. Bây giờ Trung lần đầu tiên gặp gỡ, em hát gì đó tặng cô ấy lấy tình cảm liền luôn đi.
Trời ơi, bởi xa có giữa chiến trường to tiếng, nên do đóng cho đành chia tay vĩnh viễn bạn tu hàng. Bạn tình ơi đừng hoài công, hoài công mòn mỏi đời chờ. Bạn tình ơi đừng hoài công mòn mỏi đời chờ, hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh, khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa, hay những lúc canh kia tựa rèm trâu ngắm ánh trăng tà, nàng hãy nhớ đến tháng năm này có một người yêu vui tay giữa dòng càng trăng. Rồi xong. Được rồi, anh rung lắm luôn á. Nói chung là lần này rung mà mất giọng luôn, quên lời. Được rồi, mới gặp nhau mà hãy nắm tay gì vui nơi cắt trắng là được rồi đó. Một chút xíu giao lưu như thế á, để bên đàn gái cảm nhận ơi, chàng trai thế nào. Em thấy anh thì cũng được, nhưng mà tại vì em cũng nhát, nhưng mà mấy người mà nóng tính quá thì em cũng hơi sợ. Cái này là anh thay đổi lâu rồi, không có nữa. Này dạ. Tu rồi. Tu tháng là anh chay 3 bữa. Nhưng mà giờ anh chay 3 bữa thì chị không nói, thôi giảm còn 2 bữa thôi. Ở nhà em á là ba em ăn chay trường, nên đa số em cũng không ăn thịt cá nhiều. Thấy cô gái thế nào? Cũng dễ thương, nụ cười rất tươi luôn á. Cũng dễ mến. À, mở ra coi tặng gì đẹp quá. Đây là một cái ghế, cái bàn ghế. Với một mong muốn là nếu như mà thành được á, thì mỗi người góp một cái ghế, một cái bàn để xây dựng tổ ấm. Coi như là cổ có cái ghế rồi đó. Anh có lo cái bàn được không? Cái này thì được, chắc được. Chị Kali, nãy là anh Trung hát tặng mình câu giọng cổ rồi, thì mình có món quà gì tặng lại anh Trung không ha? Em có một cái bài thơ, em cũng không biết tác giả, nhưng mà trong một cái cuốn sổ tay của mẹ thời xưa á, viết là tặng cho ba, thì em xin phép em đọc. Là con gái em mang nhiều ích kỷ, có em rồi xin đừng nghĩ đến ai, người bên nhau đừng thở ngắn thở dài, em sẽ bảo anh hẹn hò cùng người khác. Là con gái em thường hay hờn hay mát, để được anh năn nỉ mới làm quen, để được anh gọi mãi với tên em bằng ánh mắt và vành môi tha thiết. Màu áo anh xin đừng ai chọn lựa, dù là lam hay trắng đỏ vàng xanh, người ta chọn màu vàng anh đừng mặc. Thơ của em xin đừng cho ai đọc. Anh quên mất. Thôi vậy cũng được rồi đó. Yeah. Tức là thơ của mẹ tặng cho ba, em lén lấy thơ, bây giờ em đọc, em tặng cho một chàng trai nào đó. Dễ thương. Nếu như mà có thể hẹn hò thì anh sẽ dành thời gian như thế nào? Thì những lúc mà rảnh thì anh đến thôi. Nhưng mà em có giới hạn một tuần mấy bữa hay không? Dạ, thường thì em không giới hạn đâu. Cái thời gian mà cái tâm thái mình thoải mái nhất thì đến nó sẽ tốt hơn. Ở mức độ anh muốn quan tâm người vợ như thế nào? Anh rất hiểu tâm lý của người phụ nữ rồi. Đa phần người phụ nữ cứ đòi hỏi 100% là phải quan tâm, cái gì cũng là vợ. Nhiều lúc công việc áp lực coi như không làm được gì, anh không gọi điện cho em, hoặc là anh không nhắn tin cho em, rồi đi mãi không về, rồi đi ăn cơm với bạn bè nhậu nhẹt, không ăn cơm chung với vợ. Dạ không, em thì không quá như vậy. Mình đi đâu thì mình phải nói mình đi, rồi về không được hay không về được như thế nào đó thì phải nói, để cho cái người ở nhà người ta không có lo lắng. Không, cái tại vì người phụ nữ là lúc nào cũng cứ muốn là người chồng với bạn tình mình quan tâm mình, nhưng mà hơi sức đông, cứ mỗi chuyện cứ gọi. Đối với em, quan tâm không phải qua tin nhắn hoặc điện thoại đâu, mà quan tâm bởi vì những cái hành động của họ. Hãy nhìn thẳng về phía trước và đưa ra quyết định bằng sự mách bảo của con tim mình. Nào. Và 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, kết thúc.
đứng dậy đi anh. Có thể chia sẻ lý do tại sao chị không bấm nút không? Tự cũng muốn bấm nhưng mà nói đang chờ đợi cái nói hết thời gian cái thôi không bấm. Tức là chị vẫn đang suy nghĩ. Thì em cũng suy nghĩ là cũng muốn cho mình một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Nhưng mà cái suy nghĩ đó nó vẫn suy nghĩ, tay thì chưa bấm. Dạ đúng. Vẫn có thể quay đổi quyết định, vẫn có thể bấm lại. Thôi thì chương trình thì khỏi phải bấm lại, nhưng mà nếu mà có cơ hội thì mình có số điện thoại thì mình sẽ liên hệ với nhau. Một cái kết cũng chưa đẹp lắm, nhưng đó là nó rất thật với con tim của mình. Em không thích gì ở đàn ông nữa. Dạ, bụng bự thì không biết là... Tại vì con nghe người lớn nói bụng bự thì có thể là không có con được. Sao không có? Ai nói bụng có con? Ai nói bậy bạ vậy cưng? Bụng bự lại càng có nhiều con nữa. Trời ơi, nghĩ xấu đàn ông sao vậy? Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Rồi là gì nữa? Chỉ còn là chung thủy là được rồi. Chung thủy được ha? Dạ. Kệ bụng sao kệ nó. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, em Hương Linh. Ngồi đi em. Dạ. Bây giờ xin mời đàn gái giới thiệu về bản thân mình nè, mời em. Em chào cả nhà và hai MC dễ thương ạ. Em là Phạm Thị Phương Yến. Hiện tại em là giáo viên mầm non của một trường quốc tế tại quận 7 ạ. Phương Yến, giáo viên mầm non ở quận 7. Yến nhiêu tuổi rồi Yến? Dạ em 27 tuổi ạ. Xin mời đàn trai ạ. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chị Nam Thư. Và bạn Yến cái, bạn Yến cái bên. Dạ. Và em xin chào tất cả các khán giả ạ. Em tên là Phạm Thanh Hải. Nghề nghiệp của em là an ninh bên an ninh ngân hàng. Em mà sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, ở quận nhất, gần bệnh viện Từ Dũ á anh Linh. Vậy là hả? Ở Cống Quỳnh hả cưng? Ủa làm cho anh tới Từ Dũ nhiều lắm, nhìn anh Từ Dũ nhìn quanh. Tại vì mẹ em có làm đó, chắc anh Linh có gặp mẹ em đó. Ủa gì hả? Dân. Mẹ em làm ở đó hả? Dân. Phòng nào? Dạ khu A. Hả? Khu A. Khu A hả? Dân. Chắc là vợ anh có đẻ thì có ghé vô gặp mẹ em thôi. Sao không biết vợ mà anh mẹ đẻ em đó? Làm gì trong đó cưng? Dạ mẹ em làm thì hộ lý khoa sản đúng không? Dân khoa sản. Rồi. À. Em làm ngân hàng, tức là an ninh ngân hàng. Dân. Em làm ở quận mấy? Dạ cũng ở quận nhất luôn ạ. Quận nhất luôn. Nhà quận nhất. Mẹ làm trong Từ Vũ nữa là vợ đẻ khỏi phải lo rồi ha. Dạ mẹ em về hưu rồi ạ. Về thì về cũng còn quen biết trong đó. Dạ. Cũng đỡ đúng không? Dạ. Nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 31 ạ. 31, bên kia hai mấy? 27. 27, cũng hợp lý đó. Cái công việc của em á, an ninh ngân hàng thì cụ thể là sao hả? Cái này cũng hơi khó nói về công việc của em. Đúng rồi, bảo vệ xe đi chở tiền đó. Dạ. Bên đàn gái cho chúng tôi biết một chút ưu điểm, khuyết điểm coi nào. Ưu điểm của em là rất là lạc quan và em có khả năng quản lý tài chính rất là tốt. Còn khuyết điểm thì em hơi bừa bộn. Nói gì nữa không em? Dạ hết rồi ạ. Anh thấy phụ nữ nào cũng quản lý tài chính tốt lắm, khó rút ra lắm. Đó là ngân hàng để vô mà rút ra không được. Bên đây sao? Ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ em thì rất là thích nuôi động vật. Dạ. Và cũng làm mấy cái tiểu cảnh hòn non bộ rồi này nọ kia. Em cũng thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Còn giỏi quá. Dạ còn khuyết điểm của em là em đi làm về là em chỉ muốn ở nhà thôi. Giỏi thích, vậy là giỏi đó. Khi đi ra ngoài đường chơi rồi. Nhưng mà nhà có mấy anh em? Dạ có hai chị em. Chị lấy chồng rồi đúng không? Dạ. Vậy còn mình em nhà thôi. Dạ. Vậy là lấy vợ về là phải vợ làm dâu. Dạ. Đúng rồi, em ở với mẹ em mà. Không sao. Bên nhà trai ơi, cho chị hỏi thêm á, em còn tật xấu nào nữa không cưng? Dạ có ạ. Em uống cà phê hơi bị nhiều. Tháng thì em chỉ nhậu nhẹt với bạn bè em có dăm ba lần, hai ba lần thôi ạ. Này đâu phải tật xấu. Uống cà phê nhiều là một cái quan điểm, tức là sở thích thôi. Trời. Nhậu bạn bè hai ba lần đâu phải tật xấu. Tại nó không kêu mình nhậu, hoặc mình không có tiền đi nhậu. Đâu có gì đâu xấu đâu. Bạn nữ, em có thích nuôi thú cưng không? Dạ em rất là thích nuôi chó ạ. Dạ em có thể nói chuyện cả ngày với chó, chơi với chó. Ủa em nói nó hiểu không? Dạ chắc là nó cũng hiểu anh. Là hai bạn có một điểm chung rồi đó. Dạ chào chị ạ. Trời ơi tướng đúng này đúng là an ninh ha, to cao phốp pháp, tóc mướt quá. Em nuôi thú cưng thì nhà nuôi con gì? Dạ nhà em có nuôi hai con chó, nuôi một con mèo và một con ếch bắc man Nhật. Con ếch nữa hả? Dạ ếch Batman Nhật á chị. Ếch Batman. Batman. Batman là ếch gì? Chị có biết cái con
cái game mà game Batman mà có hình vòng tròn một cái con mà hai chiên đi ăn mấy con ma không chị? Nhật hồi xưa. Chị làm sao biết được? Anh ếch có chuồng không em? Dạ có ạ. Anh thấy gần nhà em có mấy cái tiệm cháo ếch Singapore đó, coi chừng đó. Mà em ở quận nhất, em ở Cống Quỳnh hả? À, vâng ạ, Cống Quỳnh ạ. Cống Quỳnh là hẻm nào? Dạ, Ba Lạng hẻm Đồng hả? Tiến hả chị? Đồng Tiến hả? Dạ. Hồi xưa chị ở Đồng Tiến. Nhà em gần với lại nhà anh Hữu Châu Hữu Lộc. Hữu Lộc Châu. Với lại anh Minh Nhí. Minh Nhí, các đúng rồi. Gần với lại quán Ốc Đào luôn. Là em ở ngay cái chung cư đúng không? Dạ không, nhà riêng luôn. À, nhà riêng mà trong cái khu Ốc Đào chung cư đúng không? Trời chị biết nhà. Tụi nó có bán ếch Singapore đó, chừng có hết. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Mỗi mối tình đều 3 năm. Thì tại sao chia tay? Hai đứa không hợp và cũng không thể đến được với nhau chị. Hai mối tình không có hợp nhau chia tay rồi. Không hợp nhau chia tay, đó. Bên đàn gái có mấy mối tình? Chào em gái. Dạ, dễ thương dạ con quá. Chào chú Quyền Linh. Con có 2 mối tình thôi. 2 mối tình luôn. Mối tình sâu đậm nhất thì khoảng gần 10 năm ạ. Gần 10 năm hả? Dạ. Sao vậy, 10 năm mà... Dạ, cũng một phần con cũng không có hợp với mẹ của người yêu á. Không hợp với mẹ hả? Dạ. Ngay từ đầu là mẹ của bạn ấy cũng có thành kiến về gái miền Tây á, và cũng không thích. Thôi, coi như mình bỏ qua chuyện người lớn đi, không có duyên phận với nhau ha. À, miền Tây sông nước dễ thương lắm. Con muốn tìm một người yêu thế nào? Con muốn tìm người yêu dễ lắm, chỉ cần chung thủy thôi. Và nếu được nữa thì có đạo là Thiên Chúa Giáo thôi. Có đạo không? Dạ có. Ôi trời, mừng quá. Mừng quá. Cái vụ này nó mệt lắm mà. Thôi, vậy là được rồi đó. Rồi còn gì nữa không? Sức khỏe tốt. Tại vì con cũng rất là thích em bé. Con muốn tìm một người chắc chắn là... Là đẻ được hả? Dạ. Chứ sao tự nhiên nó muốn người sức khỏe rồi mà muốn em bé là sao? Dạ, ý là... Cao ráo to để đẻ con ra có gen tốt đúng không em? Dạ đúng rồi, tại con hơi thấp người á. Với lại con muốn con của con á sau này sẽ là một em bé hạnh phúc. Nên con phải tìm thật là kỹ để tránh cái sự tan vỡ trong hôn nhân á. Dạ. Thương quá. Mình yêu thương nhau thật lòng. Em rồi em không nỗ thích... Nỗ lực là được rồi. Em không thích gì ở đàn ông nữa. Dạ, bụng bự thì không biết là... Tại vì con nghe người lớn nói bụng bự thì có thể là không có con được. Sao không có? Ai nói bụng có con? Ai nói bậy bạ vậy cưng? Bụng bự lại càng có nhiều con nữa. Trời, nghĩ xấu đàn ông sao vậy? Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Rồi cái gì nữa? Chỉ cần là chung thủy đã được rồi. Chung thủy được hả? Dạ. Kệ bụng sao kệ nữa. Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Bên kia chưa nói hình mẫu luôn á. Ủa vậy hả? Anh hỏi em đi. Anh hỏi em đi. Hình mẫu sao? Hình mẫu ý tưởng của em thì cũng đơn giản, nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Em cũng rất thích con nít. Đẻ được không? Dạ. Đẻ được không? Dạ, cái chuyện đó thì em muốn một đội quyên đội bóng bầu dục qua. Thầy cổ muốn tìm người khỏe cũng có con liền luôn đó. Dư sức bên đây, dễ thương, xinh xắn. À, thấy được á, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Con thì sao? Con gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay con đến với chú của con ạ. À, chú dạ. Ha. Chào chú. Xin chào MC Quyền Linh và Nam Thư, toàn thể quý vị khán giả trong khán phòng. Chú chào cháu. Bé Phương là nó chơi với chó là suốt ngày luôn. Có nhiều khi gầy sợ nó bị bệnh, lây chó lây bệnh sáng luôn. Với hơn nữa là thấy cháu ở đây, hơn nữa là cháu là công giáo. Thì chú rất là mừng cái điều này. Cháu và bé Phương nếu mà... Hai cháu mà thấy cảm thấy hợp với nhau thì cho nhau một cái cơ hội để đưa đến một cái hôn nhân cho nó tốt đẹp. Thì chú mong là cái điều đó nó sẽ đến với hai cháu. Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ mời gia đình đàn trai ạ. Dạ, em xin lỗi chị Nam Thư là hôm nay em không đi với ai. Tại vì mẹ em ở nhà năm nay cũng lớn tuổi rồi ạ. Cho nên là không có đi được ạ. Nhà cũng đơn chiếc ha. Dạ em. Thôi được rồi, để anh đứng ra anh làm mối luôn cho. Dạ. Rồi, anh thay thế gia đình luôn cho. Dạ. Mở rào. Chào Yến. Dạ, em chào anh. Mình nghĩ là Yến cũng thích uống trà sữa cho nên là mình chuẩn bị trà sữa. Dạ. Mong Yến... đón nhận. Dạ, sao anh tặng trà sữa đúng ý em quá. Với lại em có tặng anh 2 cái ly nữa chắc hồi có thể hai đứa uống trà sữa chung.
Tiện ghê. Cảm ơn Yến. Hai bạn bây giờ để mình trên bàn đi. Lấy chị cầm lạnh đó. Mình chào Yến. Thấy Yến rất là dễ thương. Em cảm ơn. Rất là xinh. Yến làm ở quận mấy? Em ở làm ở quận 7 ạ. Ở Phú Mỹ Hưng ha. Dạ. Wow. Yến thích ăn món gì? Dạ em dễ ăn lắm, cái gì em ăn cũng được hết. Cái giờ của anh đi làm là từ mấy giờ đến mấy giờ vậy anh? Thời gian của mình tập trung vô công việc hơi bị nhiều. Ví dụ là hôm nay mình làm thì mai mình nghỉ. Dạ. Nhưng mà tại vì là muốn kiếm thêm thu nhập để mà lo gia đình trang trải thêm thì dạ, là có thể là tối mình mới về. Dạ. Em nghe nói là bác sức khỏe cũng không được tốt mà. Đúng rồi, mẹ nhà mình thì sức khỏe không được tốt. Bác dạ, trai thì ở nhà phụ buôn bán nước. Em rất là thích buôn bán luôn á. Ồ, vậy là sau này có thể là phụ mẹ mình. Dạ, em rất là giỏi kinh doanh. Rất là nhanh nhẹn. Từ nhỏ là học lớp 3 là em đã đi bán phụ nước mía để dằn công để uống nước mía. Em cũng rất là thích trà sữa. Anh cũng thích nữa. Anh cũng thích. Bây giờ mình nói về chuyện kết hôn nè. Mình tính cái kế hoạch cho tương lai là như thế nào? Nếu mà Hải với Yến có duyên, có nợ với nhau, Yến muốn chừng nào chúng mình sẽ đến với nhau? Thật sự là sau một cái mối tình dài như vậy tan vỡ, em bị một cái cảm giác là em sợ hôn nhân. Có một vẻ như là hơi mất niềm tin về tình yêu á. Nhưng mà em nghĩ biết đâu ngày hôm nay cũng có thể là em gặp đúng người. Mình thì cũng nghĩ tương tự giống như Yến vậy. Dạ. Yeah. Mình cũng rất tin vào tình yêu, mình cũng rất chung thủy vào tình yêu. Tình yêu nó giống như là một cái hương vị món ăn, có đắng, cay, ngọt, chua. Quan trọng mình phải ăn như thế nào, mình phải làm như thế nào để cho hai bên vui vẻ, hòa hợp lại với nhau. Thì mình cũng mong sau chương trình này, mình cũng xin phép Yến với bên nhà Yến là chú cho mình được tìm hiểu về Yến sâu hơn một chút. Nếu mà chúng ta có duyên, có nợ thì là sẽ đi đến con đường cuối cùng. Em có ngại chuyện làm dâu không? Thật ra thì lúc trước á, em sợ lắm. Em từng bị trầm cảm á, về cái chuyện mà sức ép từ mẹ bạn trai á. Lúc trước thì em cứ nghĩ là vấn đề ở em. Và em cứ tự trách bản thân mình là tại sao mình không thay đổi, không có chịu hy sinh nhiều hơn một chút. Khi mà em quen người thứ hai thì em nhận ra là mình không có vấn đề gì hết. Người ta không thích mình thì người ta không thích thôi. Và em nghĩ là nếu em gặp người tốt với em và thương em, trong tư tưởng em mẹ chồng thì cũng như mẹ ruột thôi, em sẽ đối xử rất là tốt với người đó. Nếu mà mẹ đối xử với em như con gái thì em cũng đối xử như mẹ ruột thôi. Em cũng hy vọng là có cơ hội chăm sóc mẹ của anh. Hay lắm. Hai người cũng rất hợp với nhau. Chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại một lần nữa con tim mình. 3 2 1 Hãy nắm tay nhau. Tất cả khán giả, những người ngồi đây, hai bên gia đình cũng cảm nhận giống như cái nút bấm của các bạn thôi. Dễ thương lắm, các bạn rất hợp nhau đó. Có chú ngồi đây, xin phép chú là bắt đầu từ bây giờ chú cho tụi con hẹn hò với nhau. Con chào chú ạ. Chú cho con xin phép quen Yến. Con hứa là sẽ đem hạnh phúc lại cho Yến, sẽ không làm cho Yến buồn và khóc ạ. Chú cảm ơn con cứ vững tin mà con làm cái điều hôm nay có con đến đây một cái duyên đó là chú rất là mừng. Chú đồng tình dơ tới bốn chân luôn ạ. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú ạ. Bây giờ mình sẽ làm một cái thủ tục không thể bỏ qua của bạn muốn hẹn hò là hôn một nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin phép chú ạ. Dễ thương quá. Thương lắm á, trời, hai đứa hợp nhau lắm luôn á.